tiến lên về phía khung thành. Hãy sẽ tan mạnh lưới đê. Chào các bạn, như các bạn cũng đã biết rồi đấy thì vào ngày 23 tháng 1 vừa qua thì trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar đã diễn ra và Việt Nam đã giành chiến thắng vô cùng ngoạn mục. Và sau cái trận bóng có thể nói là mang tính lịch sử này thì Việt Nam đã nắm trong tay chiếc vé vào trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 1. Và các bạn ạ, sau trận thắng này thì để chúc mừng cũng như là để động viên tinh thần các cầu thủ U23 thì rất nhiều các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã đồng loạt là quyết định sẽ thưởng nóng cho đội tuyển. Vậy thì các bạn có tò mò xem là cái mức thưởng nóng này chi tiết như thế nào không thì hãy cùng Mây tìm hiểu nhé. Tính tới thời điểm hiện tại thì phải nói là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được cơn mưa tiền thưởng và danh sách này thì sẽ vẫn còn dài thêm và liên tục được cập nhật và các bạn có thể theo dõi thông tin chính thức ở trên website của VFF. Có thể kể ra một vài đại diện tiêu biểu như là chủ tịch tập đoàn FLC đã thưởng tuyển U23 1 tỷ đồng, thưởng riêng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng 500 triệu đồng. Ông bày tỏ, tôi thực sự bất ngờ và vô cùng hạnh phúc vì màn trình diễn của U23 Việt Nam. Các em là niềm tự hào của cả dân tộc, cả đất nước đang đứng sau lưng các em. Phần thưởng mà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV đưa ra là 500 triệu đồng. Trong khi đó thì Vietcombank và Vietinbank đưa ra mức thưởng là 1 tỷ đồng dành cho toàn đội tuyển. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ô tô Trường Hải cũng tặng cho đội tuyển 500 triệu đồng. Ông còn tặng riêng cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 một chiếc Kia Optima trị giá 789 triệu đồng. Ông Trần Kim Trung, Chủ tịch tập đoàn City Group thưởng nóng 1 tỷ cùng với một tuần nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu cho toàn đội. Không chỉ là cơn mưa tiền tỷ tiền thưởng mà Vietnam Airlines đã mạnh tay đài thọ chi phí để cho người thân của các cầu thủ sang Trung Quốc xem trận chung kết. Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể đội tuyển U23 Việt Nam thì trên website của hãng Vietnam Airlines đã thông báo là sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho hai người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển sang xem trận chung kết tại Trung Quốc. Các chi phí bao gồm vé máy bay, miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại hay làm visa. Hãng cũng lên kế hoạch tăng 2 chuyến bay trong ngày 27 tháng 1 từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến và đi từ thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc sau khi hoàn tất thủ tục xin phép nhà chức trách hàng không. Hãng cũng bố trí xe đưa đón miễn phí các cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam từ sân bay cách thành phố Thường Châu hơn 20 km đến sân vận động Olympic Thường Châu. Vinaphone đã quyết định tạm cước sử dụng các dịch vụ của Vinaphone gồm SIM và các cước cuộc gọi trong nước, tin nhắn là cước data v.v. tổng trị giá lên đến 2,3 tỷ đồng. Và ngoài ra thì còn đặc cách tặng thẻ hội viên Vinaphone Plus hạng kim cương cho đội tuyển. Với thẻ này thì các cầu thủ sẽ được miễn phí phòng chờ VIP tại các sân bay trong nước và quốc tế, khám sức khỏe được trợ giá lên đến 90% và được ưu đãi về ẩm thực, thời trang, giải trí, du lịch trên hàng nghìn các đối tác liên kết của Vinaphone trên toàn quốc. Các bạn ạ, đội tuyển U23 Việt Nam đang góp phần viết nên một trang lịch sử chói lóa cho nền bóng đá nước nhà. Bởi vậy nên mọi phần thưởng đều là xứng đáng để khích lệ tinh thần cho cả đội. Và bọn mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin hay ho và thú vị đến cho các bạn trong thời gian tới nhé. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like, share cũng như là subscribe channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.